Em Thùy xin kính chào toàn thể các bác yêu lan phiên của ngày 20 thì hôm nay em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một số các mã hàng hồng và bệt các bác ạ, à, năm cánh trắng nữa. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. À. Số điện thoại này em đã ghi ở mà trên màn hình và có kết nối Zalo rồi các bác nhé. Thì hôm nay em cũng còn một ít các cái mặt hàng thôi thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình ạ. À. Nó cũng sẽ có đa dạng Trung quy là có bệt, có năm cánh trắng có hồng các bác ạ. Mặt hàng đầu tiên thì em sẽ lên uh, chia sẻ các bác nhà mình là một cái chậu phú thọ nó đang trong cái đà phát triển rất là khỏe luôn các bác ạ. Cái uh, chậu phú thọ của nhà em đây là gồm có 1 2 3 này, 4 5 6 7 và 8 mầm gốc cơ ạ, nó rất là to cao. Chung quy là to dài uh, vật vã để các bác nhà mình khi mà uh, các bác siêu tầm ấy các bác treo lên thì nó phát triển sẽ rất là nhanh các bác nhá. Thì uh, cái mã Số 1 năm cánh trắng Phú Thọ chậu này hôm nay em sẽ chia sẻ các bác nhận mình với giá là 450 000 đồng thôi các bác ạ. À. năm 450 nhá, to lắm ạ và đây các bác nhìn này, cứ một ngày là nó sẽ phải đi tầm khoảng 1 đến 2 cm ngọn cơ nó phát triển rất là nhanh các bác nhá. Đi ngọn khỏe lắm ạ. Riêng cái chậu này thì khi mà nó thắt ngọn thì ít nhất thì nó cũng sẽ phải rơi vào tầm khoảng đâu đấy là 1m2 đến 1m rưỡi các bác ạ. À. Dòng này nó siêu dài các bác nhá. Mã số 1 em chia sẻ các bác nhà mình là 450 nghìn ạ Cho mã số 1 các bác ạ 5 cánh trắng phú thọ các bác nhé Tiếp theo là mã số 2 ạ Mã số 2 chậu này là chậu Sao em xem cái tên nào Bệt ninh tâm nha các bác nhé Chậu này thì mặt bông rất là đẹp luôn đấy các bác ạ Lá thì là lá mít nhá Dòng bệt này thì hoa của nó rất là đậm màu Như em sẽ để cái Video hoa để các bác nhà mình cùng tham khảo qua nhé Bác nào chưa có giống thì nhà mình siêu tầm Mã số 2 em chia sẻ cái chậu biệt ninh tâm Với giá là 300.000 thôi ạ à, Cho mã số 2 ạ à. Hàng trồng rất là lâu năm rồi Một mầm gốc nó lên được 4 mầm Một khóm lên được 4 mầm gốc các bác nhé Chậu này em trồng được 3 năm rồi đấy ạ à. 300.000 cho mã số 2 ạ à. Tiếp theo là mã số 3 là bệt 5 cánh trắng Tình anh em vườn em còn duy nhất một chậu này Em chia sẻ là 350.000 Cho mã số 3 ạ à bệt năm cánh trắng tình anh em các bác nhá chậu này thì được cái là cánh của nó thì là trắng Họng ở trong thì là bệt chung nó khá đặc sắc và nó cũng là một cái giống đáng để nhà mình sưu tầm các bác ạ 350.000 cho mã số 3 mã số 4 mã số 4 ở đây em còn một chậu nữ hoàng 28 cùng có 3 mầm gốc và 4 kỳ như thế này ạ 3 mầm gốc và 4 kỳ như thế này các bác nhá nữ hoàng 28 ạ chậu này em chia sẻ các bác nhà mình là 180.000 cho mã số 4 nữ hoàng 28 Mặt bông khá là đẹp đấy các bác ạ Các bác có thể là tham khảo và siêu tầm Và cái dòng này ấy nó cũng là một cái dòng thân thủ to đấy các bác nhá Chứ nó không phải là bé đâu ạ Khi mà nhà mình mua thì các bác có thể là về thay chậu cũng được các bác ạ Về các bác thay chậu cũng được nhá Vì dòng này thân thủ của nó to lắm đấy ạ 180.000 cho mã số 4 ạ Nữ Hoàng 28 Tiếp theo là mã số 5 là một chậu hồng xòe Em thấy là hồng xòe Bông nở ra khá là đẹp các bác ạ à. và cái chậu này ấy em cũng vừa mới thay giá thể được tầm khoảng một thời gian rồi. Nên là khi mà các bác nhà mình mà mua cái chậu này về là nhà mình không có phải thay giá thể này, các bác không có phải là sang chậu tầm khoảng là 2 3 năm nữa cơ ạ à. vì giá thể bò thông rất là tốt và dễ của nó đang ra quá là đẹp rồi nha các bác nhá. Mã số 5 ạ, à, chậu hồng xoè em chia sẻ là 280 000 thôi ạ. À. Một chậu to luôn, nó là chậu mẹ to luôn nha các bác nhá. Rất là to ạ. À. 280.000 cho mã hồng xòe Tiếp theo là mã số 6 ạ Em lên cái chậu bạch tuyết Mới hôm nay các bác siêu tầm bạch tuyết rất là nhiều Hôm nay em còn được hai chậu đẹp Nên chia sẻ các bác nhà mình nhá Bạch tuyết số 6 chậu này là gồm có 4 thân Em chia sẻ là 350.000 thôi ạ Cho mã bạch tuyết số 6 các bác ạ 4 thân nhá Đây rất là đẹp và con này đang đi ngọn cực kỳ là ok các bác nhá 350.000 cho mã số 6 bạch tuyết Mã số 7 ạ Mã số 7 cây rất là đanh cây Các bác có thể là nhìn thấy cái lô bạch tuyết của nhà em nhé Thân lá cực kỳ là đanh cây luôn Mã số 7 em chia sẻ các bác nhà mình với giá là uh, 350.000 luôn ạ Cho mã số 7 các bác nhé 350.000 cho mã số 7 các bác ạ chắc anh ấy gọi mà để tiêm nghe cũng được tiếp theo là mã số 8 ạ à. em có một cái chợ phú quý phú quý ngày trước nó rất là đắt tiền đấy các bác nó phải cả trăm triệu một sen đấy nhưng mà cái dòng này bây giờ nó cực kỳ là ít giống luôn cái dòng phú quý mũi trắng nhá phú quý thì nó sẽ có hai giống đấy là phú quý mũi trắng và phú quý mũi màu ạ à. chậu này thì nó rất là to đây chậu này nó rất là to đấy các bác nhá tám thân ạ à. mã số 8 2, 4, 6 Mã số 8 phú quý mũi trắng cho em chia sẻ là 350 nghìn ạ Cho mã số 8 phú quý mũi trắng các bác nhé Từ thân đến lá của nó rất là đẹp luôn ạ Tiếp theo sang mã số 9 ạ Con này là con uh, Hoa khôi quế phong Con này thì nó cũng rất là ít giống đấy các bác này Các bác có thể là siêu tầm để nhà mình đa dạng giống hơn nhé Hoa khôi quế phong cho em chia sẻ là 300 nghìn ạ Rất là to, đẹp và mầm gốc thì là vô cùng là nhiều luôn các bác ạ Mầm gốc của năm 2 các bác nhé Năm 2 rất là đẹp đấy ạ 300 000 hoa khôi quế phong ạ Mã số 10 ạ Đấy tiếp theo bên này là mã số 11 Mã số 11 của em đây là hai chậu Hồng Mỹ Nhân rất là dài đẹp hai chậu này em chia sẻ các bác nhà mình Mã số 11 với giá là 250 000 ạ Đây Hai con này thì dài lắm, các bác có thể là về ghép tác phẩm cũng được vì dòng này nó cực kỳ là dễ hoa các bác nhá. Mã số 11 là 250.000đ ạ. Tiếp theo là mã số 12, bên này em cũng có hồng mỹ nhân luôn nhưng mà chậu của nó là sai bé hơn. Em cũng sẽ lên chia sẻ combo cho các bác nhà mình, đó là ba chậu hồng mỹ nhân như thế này với giá là 250 000 thôi ạ. Cái loại này thì nó sẽ được nhiều thân hơn 1 2 3 4 5 6 7 8 thân cơ ạ. Thì các bác nhà mình có thể là Uh, siêu tầm các bác nhé Mã số 12 250 000 ạ. <laughs> Tiếp theo là mã số 13, chậu này là chậu uh, mít tam nguyên. Chậu mít tam nguyên hoa rất là đẹp luôn nhá. Cái này thì hôm trước ấy là lúc mà nó nở hoa ấy thì cũng có một bác bác ấy lấy nhưng mà uh, xong rồi bác đấy lại bảo là giữ lại cho bác đấy một thời gian vì bác đấy đang đi công tác. Đó, đến mãi sau này nó tàn hoa đi thì bác đấy bảo là Uh, bận chắc là không lấy được thì hôm nay em mới bỏ ra em bán cho các bác nhà mình luôn. Mã số 13 nhá, mít tam nguyên thân hoa của nó rất là đẹp luôn các bác ạ. À. Và cái lá của nó các bác nhìn lá xếp rất là ok nhá. Mít tam nguyên chậu này em vẫn chia sẻ các bác nhà mình giá rẻ tôi 250 000 nghìn cho cái chậu mít tam nguyên này các bác nhá. Mít tam nguyên ạ. À. 250 mã số 10 14 à Tiếp theo là mã số 15, chậu này em cũng không biết là mít gì nữa cơ các bác ạ, à. mà em thấy luôn em không chăm bất cứ một cái gì luôn nhá. Cái mầm gốc này ấy là ngày trước em có nhổ ra và em uh, gọi là em nhổ ra như kiểu là hàng khi được bình thường ấy, em nhổ ra rồi. Nhưng mà em lại quên em không trồng lại nên là em để nó ở dưới sàn thôi mà em thấy là nó lên mầm gốc rất là đẹp và nó lên những cái kỳ lá của nó rất là ok nhá. Không chăm bất cứ một cái gì cả. Em uh, trồng em ghép lên thì bây giờ là cái giá thể của nó, cái rễ của nó đang bắt đầu là bám ra. Thì con này thì em cũng không có thời gian chăm đâu nên em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình để các bác có thể là về nhà mình chăm lại. Vì em nghĩ ấy, cái con đó, cái loại mít mà mình không chăm mà nó đã đẹp, lá đã mít tròn như thế này rồi. Khi mà mình chăm sóc vào nữa, mình để ý mình chăm sóc vào nữa thì nó quá là đẹp luôn nha các bác nhá. Nên là em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một cái chỗ mít không tên đi. Đây con này đẹp lắm từ cái cây của nó ra cũng đã rất là đẹp rồi. Chậu này mà các bác mà chăm thì lá nó dày thôi rồi luôn Lá rất là tròn nhá Lá tròn từ trên xuống dưới luôn các bác ạ Chậu uh, Chậu mít hòa bình đi Chậu mít hòa bình Vì ngày trước em mua con này là hòa bình Em chia sẻ con này cho bác nhà mình về trồng lại nhá Với giá là 280 nghìn thôi ạ 280 nghìn 280 nghìn thôi Rất là đẹp các bác ạ tròn lắm Vô cùng đẹp luôn 280 nghìn ạ Hôm nay thì em lên một số các cái mã hàng ở trên video nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. À. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của ngày hôm nay ạ. À.